Dạ em chào cô Thêm Mì Ngọc Trịnh ở Mỹ. Dạ dạ em chào anh siêu nhân. Dạ cảm ơn cô nhiều, cô đã hỗ trợ cho các bé nhà em 1 triệu nhân dịp Tết để làm quà Tết. Dạ cảm ơn cô nhiều. Dạ cảm ơn tất cả những mạnh thường quân. Thời gian qua em cũng nhận của được cô Yến Nguyễn cho các bé nhà em 5 triệu. Dạ mà em mới có xài có 2 triệu rưỡi cho các bé thôi, còn lại 2 triệu rưỡi trong dịp Tết này. Thật sự trong dịp Tết này các bé nhà em đang gặp rất khó khăn về gạo và thức ăn. Dạ mong các thường quân anh siêu nhân giúp đỡ các bé nhà em. Hiện tại em đang cung mang 54 bé, rất là khó. Siêu nhân xin chào cả nhà mình. Vào clip hôm nay siêu nhân xin mến chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an. Cả nhà mình đang xem các bé đây là của trạm chị Thu Yến, trạm nuôi các bé ở container đó cả nhà mình ha, trạm ở Biên Hòa Đồng Nai. Thì những ngày cuối năm em Thu Yến nhắn với siêu nhân là cũng mong được sự giúp đỡ của mạnh thường quân để cho 54 bé chó có gạo có thức ăn ăn lòng mà ăn Tết ha cả nhà mình. Tuy nhiên thì công việc của siêu nhân quá nhiều, cả nhà mình thấy siêu nhân quá nhiều và quá bận rộn, những công việc cần cấp bách không thì siêu nhân cũng không biết làm sao mà đến với trạm của em Yến này để chia sẻ cái câu chuyện lên, mong được sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Thì siêu nhân có nói với em Yến là thôi để anh Cười đi, lấy một số ít tiền cười của đi, mạnh thường quân thêm mình Ngọc Trịnh, cười đi cơ. mạnh thường quân thêm mình Ngọc Trịnh ở Mỹ gửi qua cho trạm, coi như là mua một tí gì đó thức ăn hay là gạo để dành cho các bé ăn Tết. Cười Thì bé. siêu nhân có chuyển 1 triệu của em thêm mình Ngọc Trịnh ở Mỹ qua bên cho trạm của em Yến nuôi các bé ở container như cả nhà mình. Thì qua những cái lời cầu cứu của em Nghe Yến, cô siêu ca. nhân cảm thấy Đó. cả nhà mình lưu ý coi như là giúp đỡ cho trạm Thu Yến với nha cả nhà mình, rất là tội nghiệp các bé, 54 bé nhưng mà trạm nuôi các bé rất tốt cả nhà mình, đứa nào cũng nấy mầm và tròn trịa sạch sẽ ha. Thôi cả nhà mình xem clip của trạm, mong cả nhà mình coi như là thấy hoàn cảnh của trạm, giúp đỡ cho trạm Thu Yến. Giờ siêu nhân xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình ha. Cuối clip siêu nhân xin xin chúc em thêm mình Ngọc Trinh ở Mỹ luôn luôn Đây được là nhiều mấy sức bé khỏe, con nhà em. vạn sự như ý, nói chung là thành công trong mọi lĩnh vực nha nha em ha. Rồi siêu nhân cũng xin chúc cả nhà mình cũng vậy ha, xin chúc cả nhà mình luôn luôn được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý nha cả nhà mình. Thật sự ra chữ vạn sự như ý theo như siêu nhân nghĩ là nó bao gồm hết tất cả. Thì hôm nay là ngày siêu nhân chuyển tiền là ngày 29 âm lịch đó cả nhà mình. Thì siêu nhân cũng hy vọng rằng số tiền của mạnh thường quân thêm mình Ngọc Trịnh mình siêu nhân chuyển đến cho em Yến kịp còn kịp chợ ha cả nhà ha, mua một tí cái gì đó thức ăn cũng như là gạo ha, cái gì đó để dành dự trữ cho các bé ăn trong những ngày Tết ha. Qua Tết siêu nhân cũng xin cả nhà mình giúp đỡ cho trạm của Thu Yến như cả nhà mình, các bé đang sống trong container nha cả nhà. Tụi nó cũng khá đông ha, tụi nào nấy tròn lắm nha cả nhà mình nha. Mình xin cả nhà mình này giúp đỡ ha. Siêu nhân xin phép chào tạm biệt cả nhà mình và hẹn gặp lại nha. Bye bye cả nhà mình nha. Cả nhà mình tiếp tục xem clip tí xíu nữa sẽ hết ha cả nhà mình. Bye cả nhà mình.
con cười cái lùng. Bé ơi, con cười đi. Cảm ơn cô đi con. Nè Thu ơi, Thu sữa, con cảm ơn cô kìa. Mau, con cảm ơn cô đi. Thu ơi, Thu, con cảm ơn cô đi con.